Sân khấu sáng rực rỡ luôn à. Vâng, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của A Liễu ạ. Dạ, vâng, xin mời A Liễu và A Biên cùng tiến lên sân khấu để chúng ta cùng nhau trao bằng khen cho tất cả cán bộ công nhân viên trong buổi tối hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, đầu tiên xin được chúc mừng và trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời chị Trần Kim Thoa, bộ phận kế toán, chức vụ nhân viên. Trân trọng kính mời anh Nguyễn Thanh Hiền, bộ phận nhân sự, chức vụ nhân viên. Xin được trân trọng kính mời anh Dương Sĩ Quý, bộ phận dọc, chức vụ công nhân. Trân trọng kính mời anh Hà Thế Duyệt, bộ phận nội sao, chức vụ công nhân. Trân trọng kính mời chị Trương Thị Ngọc Hà, bộ phận đông gói, chức vụ công nhân. Và cuối cùng xin được trân trọng kính mời chị Lê Ngọc Tuyết Phượng, bộ phận QC, chức vụ công nhân. Xin mời tất cả các anh chị cán bộ công nhân viên chúng ta có tên trên thì xin mời đến sân khấu để chúng ta nhận bằng khen cũng như là phần phong lì xì trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, xin mời anh cameraman chúng ta hỗ trợ lưu lại những kỷ niệm tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng ta đang nhìn thấy tất cả cán bộ công nhân viên của công ty chúng ta đang nhận bằng khen cũng như là bao lì xì đến từ phía công ty để chúc mừng năm mới, và đó cũng là lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả cán bộ công nhân viên đã luôn hy sinh thầm lặng cũng như là công hiến cho bên công ty trách nhiệm hữu hạn Chính Xác Điện Thuận trong suốt năm 2023. Dạ, và một lần nữa chúng ta có thể dành cho tất cả cán bộ công nhân viên ở trên sân khấu một tràng vỗ tay thật lớn cho không quý vị. Rất tuyệt vời. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời các anh chị chúng ta cùng về bàn tiệc. Dạ, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Và thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì xin được trân trọng kính mời chị Hồ Thị Mai Phương. Dạ, xin được chúc mừng quý mời Hồ Thị Mai Phương, thu mua và ERP là nhân viên. Và tiếp tục đó là xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Mạnh Thắng, kỹ thuật là nhân viên. Xin được trân trọng kính mời đến sân khấu để trao phần quà. Xin mời. Dạ, vừa rồi thì sân khấu nó đầy quá. Dạ, sân khấu đầy quá thì chúng ta có thể lên sau cùng ạ. Dạ, không sao. Dạ, xin mời anh các em chúng ta hỗ trợ tấm hình nhạc. Xin mời. Dạ. Cô có phát được không? Phát luôn đúng không? Dạ, phát luôn anh. Phát luôn à? Anh chúc mừng. Ok. Và thưa quý vị, có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho chị Mai Phương cùng với anh Mạnh Thắng được không quý vị? Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Kenneth, chia sẻ với anh Hiển ha. Lần trước là Kenneth là do là hôm nay là có thực sự là chuẩn bị mấy cái nhân viên xuất sắc là mình là có thể là mấy cái tiêu chí là có thể là chuyển. Chuyển xuống ở đây á. Nhìn hiền kìa. Để anh chuyển.